hiện tại thì thời tiết thì con biết các cực đoan, nắng nóng mưa gió nó chuyển đổi tới chuyển đổi lui hoài, cái lá lúa mình chịu gì nổi, người ta mình mà chuyển mưa chuyển lạnh chuyển nắng gì hoài sốc nghiệp cũng chết. Thì cái lúa nó có hiện trạng thì kết hợp gậy không trắng nói chung là đủ lên lá đồng cuối cùng hết rồi nè ha. Thì những cái giai đoạn này thì bà con lưu ý về là xịt dưỡng cho dày bộ lá đồng và xịt ngừa về sâu cuốn lá ha. Sau khi bón phân thì để cho nó nuôi đồng xịt để cho nó dưỡng bộ lá dày bộ lá lên ha, và cho nó hấp thu dinh dưỡng tốt để nó phát triển lên rồi nó chỗ luôn đó bà con. Phino đổi mới nông nghiệp Việt. Hết sơn chào các con ha. Tiếp tục thì bữa nay sau khi thác sơn bón phân qua thì hôm nay thác sơn tiến hành phun dưỡng ha, dưỡng để cho lúa nó phục hồi lại luôn ha bà con. Thì lúa mà nó bị tình trạng là vàng lá chân và bị gầy phấn trắng như vậy thì nếu bà con mình bón phân không thì nó sẽ kém về cái vấn đề là hấp thu dinh dưỡng ha. Tại vì cái lá bà con đang bị tình trạng giống như là sốc nhiệt á, sốc bệnh thời tiết á, cái nó bị chậm á. Thì bà con mình sau khi bón phân thì phục hồi thì phải xịt thuốc cho nó phục hồi vô để nó chỗ ha, để nó ngạn đồng á. Thì hiện tại bữa nay thì nó cũng đã có đồng mà chuẩn bị bóc hết ha. Lên lá đồng cuối cùng hết rồi nè ha. Thì những cái giai đoạn này thì bà con lưu ý về là xịt dưỡng cho dày bộ lá đồng và xịt ngừa về sâu cuốn lá ha. Đó, còn nếu vàng thì bà con bón phân kết hợp vô với xịt dưỡng ha. Hiện tại thì sau cuốn lá nó cũng thấy sơn nó cũng bị kháng thuốc đó bà con ha. Thì bà con mình quan trọng là quản lý sau cuốn lá, còn gầy phấn này thì bà con mình thuốc nào hay trên thị trường đó thì bà con xịt ha. Cái thác sơn này thác sơn thả lỏng rồi đó, không xịt thuốc gầy phấn trắng nữa. Hiện tại mướn hành có dịch mướn hành nữa kìa, mướn hành nó nở nó bay nữa kìa. Nó vụ này không biết vụ sao sao nè, vụ đông xuân tới không biết sao nữa nè. Hiện tại dịch bệnh nó quá tàn, nó hết cái này tới kia hoài bà con ơi. Thì cái thằng gầy phấn trắng này giờ nó cũng tương đương mướn hành luôn rồi đó, anh em mới hành luôn đó ha. Nếu mà con mình làm không có cái căn bản mà để ấy thì thua. Hiện tại thì chỗ nào nó bị nó sững luôn hết bà con, nó bị là nó sững luôn, nó chân nó phát nổi ha. Thì về cái vấn đề này thì bà con mình rút kinh nghiệm á, từ đây về sau, thứ nhất xạ mặt độ thưa, thưa không có mã cái, bà con thấy không có mã cái nhưng mà thật sự bà con không có lỗ. Còn bà con xạ dày á, bà con thấy lúa lên đẹp đó là rồi đó ha. Phân thuốc đồ sâu bệnh, bây giờ thời tiết là sâu bệnh dữ lắm, mình xạ thưa đi cho cái lúa nó có sức đề kháng, mình bón phân cho nó nở ra ha. Thì bà con mình cũng lưu ý về vấn đề xạ mật độ cho nó vừa thôi, cho nó thưa đi, bây giờ không có nó thưa dừa hay là điều điều, càng thưa càng tốt. Sau khi thưa bà con mướn cái không có nhiều tiền, nhưng nó lúa bà con nó có sức đề kháng, nó ít bệnh. Còn hiện tại sang nó 10 miếng dày là hết 10 miếng, nó nặng phân nặng thuốc dịch bệnh hoài. Còn miếng thưa càng thưa thì nó nhẹ không con ha. Thì nó bị cái tình trạng con nó vừa bị gầy phấn trắng mà vừa bị thời tiết luôn, nó kết hợp với nhau hai ba cái trồng vô cũng như là dịch trồng dịch đó bà con, thì nó mới gầy xảy ra hiện tượng thôi, chứ nói mà gầy phấn trắng không thì nó cũng không có cái tình trạng này đâu. Hiện tại thì thời tiết thì bà con biết các cực đoan, nắng nóng mưa gió nó chuyển đổi tới chuyển đổi lui hoài, cái lá lúa mình chịu gì nổi, người ta mình mà chuyển mưa chuyển lạnh chuyển nắng gì hoài sốc nghiệp cũng chết. Thì cái lúa nó có hiện trạng thì kết hợp gầy phấn trắng nói chung là đủ nhiều cái yếu tố kết hợp lại nó mới thành dịch ha, chứ không phải là một cái dịch đó. Rồi con lý thì cái giai đoạn này thì nói chung là lúa nó chuẩn bị lên nó đồng rồi. Lên nó đồng hết nè bà con ha. Thì xịt đây là ngựa lên đồng hết, bữa nay 50 ngày còn gì nữa ha. Thì một số lá đồng nó cũng bị ảnh hưởng gì sau cuốn lá ha. Rồi thì thác sơn chia sẻ cho bà con sau khi bón phân thì để cho nó nuôi đồng và xịt để cho nó dưỡng bộ lá dày bộ lá lên ha, và cho nó hấp thu dinh dưỡng tốt để nó phát triển lên rồi nó chỗ luôn đó bà con. Lúa này 60 ngày là nó chỗ rồi. Thì về thuốc thì thác sơn chia sẻ thuốc cho bà con ha. Thì thuốc này nó có trên thị trường hết á bà con, thì nói chung tùy theo bà con mình làm thôi, thuốc này thuốc kia thôi. Nhưng mà vụ này thác sơn thấy thuốc nào cũng nặng vốn dân bà con ha. Nhưng mà mình xịt cho nó đúng cái nhu cầu cái lúa thì nó hay hơn ha. Thì cái đầu tiên thác sơn chia sẻ cho bà con, hiện nay thác sơn mới xịt xong rồi ha, mới xịt xong rồi mới quay lại chia sẻ cho bà con nè. Đó, thì đối với carboxy thì ở đây thác sơn chủ yếu là lấy carboxy để tăng cường cái canxi vô bà con. Hiện tại thì rút kinh nghiệm ở dưới, rút kinh nghiệm đợt trước nó bị vàng lá thì do cái bộ lá nó quá mỏng, nó rất dễ bị tình trạng là gầy phấn trắng với thời tiết, nên thác sơn lấy thằng carboxy này. Carboxy nó là bổ sung canxi á, canxi nó giúp cho bộ lá dày chắc nó cứng nữa ha, thì cho nó hạn chế bà con. Thì thằng này chắc nhiều bà con mình cũng biết đến ha. Thì cái sản phẩm này là của công ty Phino ấy bà con đó. Thì về cái chai này thì cái công dụng của nó thì thác sơn nói với bà con ha, dày bộ lá, cứng chắc bộ lá, dày bộ lá đó, hạn chế sâu bệnh và hạn chế gầy phấn trắng hay hại ha. Thì đối với carboxy này thì nó là bổ sung silic nè, thác sơn đọc cho con nghe, bổ sung silic giúp cây khỏe mạnh nè, chống nứt trái do thiếu dinh dưỡng nè, giải độc hoàng với độc hữu cơ nè, carboxy tăng độ cứng bề mặt lá nè, thăng vỏ nè, tăng sinh lực
cho cây trồng, cung cấp dinh dưỡng cho cây nuôi trái, bóng trái, màu sắc tươi đẹp, quản lý được lâu, đẹp bảo quản được lâu là giúp cho màu bà con đó. Thì đối với cao bô xi thì thứ nhất là dày bộ lá, cứng bộ lá, thứ hai là bo silic thì nó giúp cho hạn chế cái vụ mà rụng trái cũng như là hạt đó, nó bị rụng hạt này kia, cũng như là tăng cái tỷ lệ đầu trái lên, đó, tăng kích thước trái lên. Thì về cái thành phần của nó là canxi, canxi dạng chalate gì 14.28% hết mà con, và bổ sung thêm bo silic rồi đạm tới 10%, lần lăng 2%, kali hữu hiệu 2%, hoặc đồng, anh dê, kẽm, sắt, rồi trung lượng, nói chung là bổ sung thêm trung lượng ha. Thì cái này thì cái tác dụng của nó là giúp cho săn chắc bề mặt nè, tăng tỷ lệ ra hoa đậu trái nè, đó ha. Chống muối hạt đó, này thường nữa bà con xịt mấy cái giai đoạn chỗ thì nó cũng chống muối hạt luôn đó, ít có bị rụng hạt á ha. Cabosi này đó, nói chung thì nó thì cái tác dụng của nó là vậy ha. Thì sắc sơn bổ sung như này chủ yếu là thứ nhất dưỡng cái bông non, thứ hai là dưỡng bộ lá đồng cho nó săn chắc dày cứng ha. Kế tiếp thì sắc sơn cũng bổ sung thêm cái thằng GB90 con, thì do hiện tại thì lúa mình nó vàng thì bắt buộc thì phải bổ sung dưỡng ha, chứ nếu mà lúa xanh tốt thì sắc sơn dùng tôm tôi của công ty Fino, tôm tôi thì nó cũng bổ sung chung một lượng nhưng mà nó nghiêng về cứng cây. Nhưng mà hiện tại thì theo tình hình lúa mình phải xử lý theo tình hình lúa của con, thì sắc sơn cũng kèm thêm GB90 này. Thì đối với cái liều lượng xài thì nói bà con, thì canxi bo này nó là một con cắt từ một trung bình nó 100 đến 200, thì do bà con muốn nó tùy tình hình á, thì trung bình bà con xịt công cắt 100 đến 150 là cao đó, tùy tình hình bà con muốn săn chắc dày thì bà con xịt ha. Đó, nó thì nó không có nói được cái liều lượng một chai 4 công cắt đến 5 công cắt nè, bà con xịt sao cũng được ha. Nếu 5-7 ngày xịt lợi thì bà con xịt 4-5 công, thì 5-7 ngày bà con xịt bội lên nữa thì nó sẽ bổ sung vô hoài đó ha. Còn bà con xịt lần nào một bỏ thì nó bà con xịt đậm lên ha. Còn đó GB90 này thì nó cũng là dạng bổ sung full watt đúng không? Hiện trạng này bà con sử dụng cho 10 công cắt ha. Có tình trạng bổ sung bà con rải phân rồi bà con xịt xương nó vô 10 công cắt thì một chai này thì nó hiệu quả ok. Thì đối với cái chai này thì nó là phân bón hữu cơ 100% sản xuất tiêu chuẩn Mỹ, mang đến cho người tiêu dùng cảm giác an toàn tuyệt đối về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Cái thành phần của nó là đạm 6% hết một con, lăng 5,9% và kali 6,1% hết. Nói chung là bổ sung là đạm, lăng, kali và thêm chất hữu cơ là 4,5%. Và bổ sung chung một lượng là bo, kẽm nè, sắt nè, mangan nè, đồng nè, ha. Nói chung là nguyên liệu bổ sung là full watt hết một con, rồi amino acid nữa, gluconate nữa, rồi acid, nói chung là nhiều chung một lượng để giúp lúa nó hấp thu tốt phát triển ha. Thì chai này thì bà con sử dụng cũng tùy theo tình hình lúa, trung bình thì 10 công cắt, nếu bà con rải phân đạt rồi thì bà con mình kèm thêm 10 công cắt thì được rồi ha. Đây sang đi ba bộ luôn. Còn về cái thằng này thì nó là dạng kích, nhưng mà kích không phải kích mà để vương lóng phượt lóng hay con, nó kích cho lúa nó giữ màu xanh mà nó phục hồi lại rất là mạnh, rất nhanh hết ha. Kết hợp ba này là xịt là vài bữa nó kết hợp với cử phân này lúa là phượt lên là ok ha. Thì đối với gói 3K này thì một công tầm cắt bà con xịt, nếu mà lúa xanh thì bà con xịt công gói thôi, còn nếu lúa hơi màu hơn vàng vàng chanh thì có gửi, còn nếu lúa quá tệ thì quất hai gói, nói chung tùy tình hình ha, mình không có nói được, thì mình kèm vô với còn phụ thuộc vào là mình xịt nó không hay là mình kèm theo cái này. Nếu bà con kèm thêm thằng GB90 canh cao bô xi thì bà con chỉ kèm cần một gói này thôi ha, không cần kèm nhiều đâu, tại vì mình kết hợp nhiều loại rồi thì mình chỉ kèm thêm một phần này thôi. Còn nếu bà con hai loại thì bà con nên tăng này lên để cho nó có cái dạng kích nhiều. Nói chung là trong vấn đề sử dụng thuốc thì mình phải trong cái vấn đề kết hợp thì phải linh hoạt á. Ví dụ đi ba thằng này, đi chung Carboxy rồi GB90 thì bà con kèm thêm một thẻ nữa thôi cho một con cắt, ví dụ như vậy. Còn nếu bà con đi canh Boxy với cái này thì này sẽ gửi hai thẻ trên công cắt, này ví dụ vậy ha. Thì trong vấn đề sử dụng thuốc thì bà con nên nắm bắt linh hoạt sử dụng đó. Còn nếu mà đi chung ba bộ này thì nói chung cái mới vô thì vậy là ok, hắn vậy thì cũng ngon à. Đó, thì sau khi sau bón phân thì hắn xử lý này ha, chủ yếu là cho phục hồi đó. Nó tình trạng sau cuốn lá cũng rất là nặng, thì bà con lưu ý về tình trạng sau cuốn lá hiện tại thì đang bùng phát nữa đó, thì bà con lưu ý đợt sau nè. Đó, thì bà con quản lý cho tốt, hiện tại hiện NCBO nó cũng là bá đạo rồi ha, chắc sắp sửa lập kỷ lục về cái giá thuốc rồi. Mà con nông dân mình đang thơm thớp, đang khô máu, nó hút cho khô luôn. Rồi, thì Đức Sơn chia sẻ cho bà con nhé. Anh chị hãy nhấn đăng ký và truy cập vào kênh Fino Đổi mới nông nghiệp Việt để xem thêm các video kỹ thuật canh tác, những lỗi sai, cách chăm sóc đạt hiệu quả tối đa hơn.